Lực lượng phòng không Nga đã nhận được một phần mềm mới cho phép họ có thể nhanh chóng phát hiện và bắn rơi rocket từ hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời một chỉ huy lực lượng phòng không Nga ở khu vực Zaporizhia cho biết họ đã nhận được một phần mềm mới cho phép giải mã được hỏa lực của hệ thống HIMARS của Ukraine. Trong vài tháng qua, hệ thống HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine được xem là vũ khí thay đổi cuộc chơi khi đã gây ra hàng loạt khó khăn cho phía Nga. Tuy nhiên, phần mềm mới dường như đã giúp Nga tìm được cách đánh chặn rocket của HIMARS, giúp Moscow nhanh chóng phát hiện và bắn rơi rocket của đối phương. RIA Novosti không nói rõ đây là phần mềm gì và được tích hợp trên thiết bị nào. Nguồn tin cho hay, nếu ở giai đoạn đầu lực lượng phòng không Nga chưa hiểu rõ rocket HIMARS, thì sau khi nhận được phần mềm mới, chúng đã trở thành mục tiêu bình thường. Chúng tôi có thể quan sát đánh giá phá hủy rocket HIMARS mà không gặp vấn đề gì. Nguồn tin còn nhấn mạnh, đơn vị do vị này chỉ huy đã bắn rơi 10 quả đạn HIMARS, trong đó có 4 rocket vào tháng trước. Alexei Podbrezhinskin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Quân sự thuộc Đại học Quốc gia Moscow nhận định, về nguyên tắc trước khi có phần mềm mới, 75-80% rocket do hệ thống HIMARS phóng đi đã bị bắn hạ, nhưng không phải 100%. Tuy nhiên sau khi Nga triển khai phần mềm mới, ông này nói tỷ lệ đánh chặn thành công của vũ khí đã gần đạt mức tuyệt đối. Theo đó, phần mềm này cho phép phía Nga tính toán chính xác đường bay của quả đạn để nhanh chóng đánh chặn. Ngoài đánh chặn HIMARS, Nga còn áp dụng chiến thuật phản pháo với sự góp mặt của hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S. Chuyên gia quân sự Yuri Knutov cho biết, Tornado-S có tầm tấn công lớn hơn HIMARS 120 km so với 80 km và cũng có khả năng chỉ đường cho từng quả rocket đã được phóng ra. HIMARS có thể phóng 6 quả rocket dẫn đường bằng tín hiệu GPS, kích cỡ 227 ly ở khoảng cách tối đa 80 km với sai số vòng tròn xác suất từ 5 tới 10m. Trong khi đó, Tornado-S có thể phóng 12 quả rocket dẫn đường bằng tín hiệu GLONASS, kích cỡ 300 ly ở khoảng cách tối đa 120 km và độ chính xác tương đương. Theo các chuyên gia, khi triển khai Tornado-S trên diện rộng ở khu vực tiền tuyến, Nga có lợi thế hơn Ukraine. Nga có thể buộc Ukraine di chuyển các kho đạn dược của họ về xa ở phía sau và khiến các tuyến tiếp tế của Kiev dễ bị tổn thương. Quân đội Ukraine khẳng định các pháo phản lực HIMARS được Mỹ viện trợ đã đóng vai trò quan trọng trong những đòn phản công của lực lượng này trong thời gian qua, cũng như góp phần hạn chế sự áp đảo hỏa lực của pháo binh và lực lượng tên lửa Nga. Ukraine đã sử dụng HIMARS tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng của Nga như kho đạn, tuyến đường hậu cần, tiếp tế quan trọng trên tiền tuyến và gây ra thiệt hại lớn. Giới chuyên gia nhận định HIMARS là một trong những vũ khí chủ chốt giúp Ukraine gây áp lực lớn buộc Nga phải rút lui khỏi thành phố Kherson hồi tháng trước vì Moscow không có khả năng chi viện cho tiền tuyến sau khi bị Kiev phá hủy tuyến hậu cần. Cũng trong thời gian này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nhiều hệ thống vũ khí của Nga, bao gồm vũ khí hạt nhân, hiện không có đối thủ. Trong một bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nga Rosatom, Tổng thống Putin cho biết Rosatom đang có đóng góp to lớn vào việc nâng cao tiềm năng răn đe, củng cố bộ ba hạt nhân của chúng ta, phát triển và vận hành các thế hệ vũ khí và thiết bị quân sự mới, trong đó có nhiều hệ thống vũ khí không có đối thủ trên thế giới. Ông Putin nhấn mạnh rằng Rosatom đã kết nối các doanh nghiệp và các trường khoa học, từ đó thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển hạt nhân lên một tầm cao mới, góp phần tăng cường lá chắn hạt nhân cũng như khả năng phòng thủ của Nga. Mới đây, ngày 2 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn mới thuộc hệ thống tên lửa phòng thủ. Vụ thử nghiệm diễn ra tại bãi thử Sarisagan nằm trên lãnh thổ nước Kazakhstan, do kíp chiến đấu của binh chủng phòng không và phòng thủ tên lửa thuộc lực lượng không quân vũ trụ Nga thực hiện. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, tại thao trường Sarisagan thuộc Kazakhstan, nơi Nga đang thuê làm bãi thử tên lửa, vụ phóng tên lửa mới đã được thực hiện thành công dựa theo tính toán của lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa của không quân Nga. Tướng Sergei Grabchuk, chỉ huy đơn vị phòng thủ tên lửa của không quân Nga cho biết, cuộc thử nghiệm đã chứng minh năng lực vốn có cùng những tính toán chính xác của không quân Nga để hoàn thành nhiệm vụ. Đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao,
Theo ông, tên lửa mới được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công trên không. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy quá trình vận chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa đến bãi thử, cách tổ hợp được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và khai hỏa. Vụ phóng được quay từ nhiều góc độ. Tuy nhiên, bộ này không tiết lộ thông tin chi tiết về loại tên lửa mới lẫn hệ thống phòng thủ tên lửa. Trước đó, trong bài phát biểu nhân lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rostec ngày 26 tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ngành công nghiệp quốc phòng nói riêng và các ngành công nghiệp kỹ thuật cao của Nga nói chung đang đứng trước những cơ hội lớn. Theo ông Putin, các nhà máy tại Moscow, St. Petersburg cũng như tại các vùng Ural, Siberia và Viễn Đông đang hoạt động hết công suất. Hồi tháng 10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết tốc độ sản xuất vũ khí và trang thiết bị đặc biệt đang tăng lên gấp nhiều lần ở mọi chủng loại, từ xe tăng, pháo cho đến tên lửa chính xác cao và máy bay không người lái. Ông Dmitry Medvedev cũng gửi thông điệp đến các đối thủ của Nga và khuyên họ hãy từ bỏ hy vọng rằng Moscow sẽ cạn kiệt vũ khí. Trước đó, hồi tháng 9, Tổng thống Putin tuyên bố các vũ khí của Nga được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cho thấy hiệu quả cao, bao gồm tên lửa tầm xa có độ chính xác cao, vũ khí trên không, pháo, vũ khí bọc thép và những vũ khí khác. Tổng thống Putin cũng khẳng định các khí tài của Nga đã đối phó một cách hiệu quả với các mẫu vũ khí của phương Tây. Theo Tổng thống Putin, trong bối cảnh hiện nay, Nga đang phải đối mặt với nhiều thách thức và mối đe dọa. Do vậy, các doanh nghiệp quốc phòng đang phải làm việc dưới áp lực lớn. Ông nhấn mạnh rằng đại diện của các doanh nghiệp quốc phòng đã đích thân đến thăm chiến tuyến để xem sản phẩm của họ hoạt động như thế nào và lắng nghe ý kiến phản hồi từ các quân nhân, những người trực tiếp sử dụng chúng. Hồi tháng 8, tại triển lãm quân sự Army 2022, Tổng thống Putin tuyên bố nhiều mẫu vũ khí thế hệ mới của Nga đã đi trước các đối tác nước ngoài nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên. Ông Putin nói rằng về đặc tính kỹ thuật và chiến thuật, vũ khí Nga vượt trội hơn hẳn. Trong khi đó, giới chức quốc phòng phương Tây và các chuyên gia quân sự nhận định kho vũ khí Nga sắp cạn kiệt do sử dụng với tần suất cao. Lực lượng vũ trang Ukraine nhiều lần tuyên bố phá hủy hàng loạt khí tài Nga, đồng thời tịch thu những thiết bị quân sự của Nga sau khi Moscow rút khỏi một số khu vực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.